Xin được chào đón quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 21 tháng 10 với những thông tin chính sau đây. Vâng, thì trong phần đầu tiên này thì xin chuyển đến quý vị các bạn lịch thi đấu của V-League 2023-2024 ngày hôm nay ạ, ngày 21 tháng 10. Tiếp đến thì mời các bạn đến với phát biểu rất đáng chú ý của huấn luyện viên Kia Đế Sắc sau khi giúp cho câu lạc bộ Hoàng Anh có được một điểm rời sân Lạch Tray ngày hôm qua. Và cuối cùng là nội dung việc huấn luyện viên Philippe Chuzier hiện vẫn còn đang loay hoay định hình lối chơi cũng như là về mặt nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Và câu hỏi đặt ra bây giờ là làm gì để đội tuyển Việt Nam có được phiên bản tốt nhất trong bối cảnh mà vòng loại của World Cup 2026 tại khu vực châu Á đã cận kề rồi. Vâng, thì đó là ba cái nội dung chính trong bản tin sáng ngày hôm nay 21 tháng 10. Nếu các bạn cảm thấy những thông tin này là có ích với các bạn thì xin hãy cho một like. Và các bạn cũng có thể đăng ký kênh, sau đó thì bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất hàng ngày ạ. Về lịch thi đấu ngày hôm nay của V-League 2023-2024 thì chỉ có một trận đấu diễn ra vào lúc 18 giờ, đó là trận đấu giữa câu lạc bộ Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Ở trận đấu này thì Thanh Hóa là đội chủ nhà. Vào ngày mai 22 tháng 10 thì các trận đấu còn lại sẽ diễn ra. Cụ thể là vào lúc 17 giờ thì Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp Viettel. Vào lúc 18 giờ, câu lạc bộ Nam Định của Văn Toàn sẽ tiếp câu lạc bộ Quảng Nam. Vào lúc 19 giờ 15 thì đương kim vô địch Công an Hà Nội sẽ gặp Bình Định. Cũng vào khung giờ 19 giờ 15 thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ra quân tại V-League năm nay gặp câu lạc bộ Thanh Hóa. Đến ngày 24 tháng 10 thì trận đấu cuối của vòng 1 V-League năm nay diễn ra giữa đội chủ nhà Bình Dương và Hà Nội FC. Vâng, thì quay trở lại với trận đấu duy nhất ngày hôm nay diễn ra vào lúc 18 giờ tại sân của Thanh Hóa khi đội bóng của ông Veliza Popov sẽ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thực sự thì chúng ta cũng phải nói qua một chút về câu lạc bộ Thanh Hóa của ông Popov. Vâng, thì như đã biết là Thanh Hóa đã trở thành hiện tượng của bóng đá Việt Nam ở mùa giải trước. Dù là họ đã hụt hơi trong cuộc đua vô địch và cán đích ở vị trí thứ tư, nhưng thực sự thì màn trình diễn của Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của ông Veliza Popov vẫn được đánh giá rất cao. Đặc biệt là dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Bulgari này thì câu lạc bộ Thanh Hóa đã có lần đầu tiên trong lịch sử giành được chiếc cúp quốc gia. Đây cũng là chiến tích mà vô cùng ấn tượng với một đội bóng không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như là Thanh Hóa. Đến nỗi mà chứng kiến những gì ông Popov làm được cho Thanh Hóa cũng như là màn trình diễn kém cỏi, màn trình diễn nhạt nhẽo của đội tuyển Việt Nam dưới sự chèo lái của huấn luyện viên Philippe Chuzier thì rất nhiều cổ động viên đã đưa ra đề nghị là sa thải huấn luyện viên Chuzier và bổ nhiệm ông Popov để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó thì về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ cũng đã có mùa giải 2023 thực sự là đáng nhớ. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã khiến cho cả V-League phải nể trọng với những màn trình diễn ấn tượng. Việc sớm hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng ở giai đoạn 1 khép lại mùa giải 2023 với vị trí trong top 8 được xem là thành công ngoài mong đợi của Hà Tĩnh. Còn trong quá khứ thì trong 5 trận gần nhất, Thanh Hóa thắng 3, hòa 1, thua 1 trước Hà Tĩnh. Điều đặc biệt là ở hai chuyến hành quân đến xứ Thanh gần đây thì Hà Tĩnh đều thất bại và đây chắc chắn là trận đấu khó khăn với Hà Tĩnh. Tuy nhiên thì trận ra quân bao giờ cũng là không dễ dàng. Thanh Hóa có thể sẽ chỉ lấy được một điểm của Hà Tĩnh. Nhưng một điều chắc chắn là thầy trò ông Popov sẽ hướng đến 3 điểm đầu tiên, 3 điểm ở trận giao quân của V-League 2023-2024. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì mở màn của V-League 2023-2024 diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Hải Phòng và đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Đây là trận đấu có sự hiện diện của VAR và một trong số đó thì VAR đã khiến cho Hoàng Anh Gia Lai phải chịu nhận một quả penalty. Sau đó thì đã khiến cho dư luận không khỏi tranh cãi. Cụ thể là pha bóng gây tranh cãi ở phút thứ 73 trong trận đấu giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai. Dù có sự hỗ trợ VAR nhưng cũng phải mất đến 5 phút thì trọng tài chính Nguyễn Đình Thái mới đưa ra được quyết định thổi penalty cho chủ nhà Hải Phòng. Tuy nhiên thì thực tế là nếu ai theo dõi trận đấu ngày hôm qua trên truyền hình thì có thể là các góc máy xác định pha bóng chạm tay hay chưa của trung vệ Diakite là điều khiến cho nhiều cổ động viên gây ra tranh cãi. Sau trận đấu thì khi được hỏi về tình huống này, huấn luyện viên Kia Đế Sắc bày tỏ VAR là tốt cho V-League và bóng đá Việt Nam để tạo ra trận đấu công bằng. Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải, lại diễn ra tại sân khách, thực sự là rất khó khăn. VAR đã kiểm tra tình huống và chúng tôi bị thổi phạt đền. Đôi khi thì chúng tôi được hưởng lợi nhờ VAR, nhưng đôi khi chúng tôi cũng phải chịu thất bại.
Nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã có điểm trước Hải Phòng, một đội bóng mạnh và đánh bại chúng tôi 2 lần ở mùa giải trước. Còn về phần ông Chu Đình Nghiêm, ông cho biết là trong bóng đá thì rõ ràng 3 điểm vẫn tốt hơn là một trận hòa. Nhưng tôi hài lòng với kết quả này. Công nghệ VAR tại Việt Nam ít máy quay hơn. Trên thế giới thì các tình huống là rõ ràng hơn và không mất thời gian của trận đấu. Nhận xét chung về kết quả thì cả hai huấn luyện viên hai đội là đều cảm thấy hài lòng. Đặc biệt là huấn luyện viên Kiedesak còn lên tiếng bảo vệ chiến lược chuyển nhượng của Bồ Đức khi chỉ đưa về 2 ngoại binh, còn lại thì ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ của Loài Hoàng Anh cho nay. Lực lượng của chúng tôi gần đây xây dựng trên nền tảng các cầu thủ trẻ. Qua từng trận thì họ đã tự tin, cải thiện và trưởng thành hơn. Bầu Đức đem về 2 ngoại binh ở mùa giải này, nhưng chúng tôi tự tin vào đội hình của chính mình và sẵn sàng cạnh tranh với những câu lạc bộ hàng đầu cho danh hiệu vô địch V-League như là Hà Nội FC, Viettel hay Công an Hà Nội. Với việc bố trí hai trung vệ ngoại thì nhiều người cho rằng là chúng tôi chỉ tập trung về mặt phòng ngự, nhưng ý tưởng của chúng tôi là tấn công phải cần sự chắc chắn ở bên dưới. Vì vậy mà chúng tôi phải mua hai cầu thủ ngoại để ở phía trên yên tâm tấn công. Ngày hôm nay thì Minh Vương không thi đấu, tôi muốn giữ cậu ấy ở trận tiếp theo và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi sẽ chạm trán đội đương kim vô địch Công an Hà Nội vào trận tới và xin các bạn đến sân Pleiku để theo dõi. Ông Chu Đình Nghiêm thì cho biết là ngày hôm nay tôi hơi chậm về thế trận. Dự kiến là sẽ kéo Moses về và yêu cầu toàn đội là kiểm soát bóng, nhưng toàn đội lại đẩy cao đội hình lên và chấp nhận để cho Hoàng Anh Gia Lai gây sức ép, sau đó thì chúng tôi dẫn đến bàn thua. Hải Phòng không thể hiện được ý đồ tấn công khi mà Hoàng Anh Gia Lai pressing ở phần sân của chúng tôi và chúng tôi mất người cầm trịch. Sự thiếu vắng Hải Huy đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của câu lạc bộ, bởi đó là cầu thủ cầm nhịp tốt của Hải Phòng. Các bạn thân mến, quay trở lại với phát biểu của huấn luyện viên Kiedesak thì thực sự là những chia sẻ của vị huấn luyện viên người Thái Lan có lẽ cũng chỉ để động viên tinh thần cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thôi các bạn ạ. Với lực lượng hiện tại thì e rằng là Hoàng Anh Gia Lai rồi thì cũng lại dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng thôi ạ. Họ có lẽ không có tân binh nào thực sự là chất lượng cho mùa giải này. Trong khi đó thì các cầu thủ trẻ được đôn lên là chưa thực sự gánh vác được những gì mà những Công Phượng, Xuân Trường hay là Văn Thanh, Hồng Duy để lại. Ở chiều ngược lại thì với những gì diễn ra tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, với những chiến lược mà Bảo Đức cũng như là huấn luyện viên Kiedesak đang làm thì nó lại mang lại điều gì đó tốt cho đội tuyển quốc gia khi mà các cầu thủ trẻ được ra sân thường xuyên. Ở đó thì chúng ta có thể thấy là có Nguyễn Quốc Việt và có Nguyễn Đức Việt, những nhân tố thuộc lứa U20, U23 của chúng ta. Đáng chú ý là khi huấn luyện viên Kiedesak nói về mặt phòng ngự, cụ thể là với việc bố trí hai trung vệ ngoại, thì nhiều người cho rằng là chúng tôi chỉ tập trung phòng ngự, nhưng ý tưởng của chúng tôi là tấn công thì phải cần sự chắc chắn ở bên dưới, thì vì vậy thì chúng tôi mua hai cầu thủ ngoại để ở phía trên yên tâm tấn công. Vâng, thì có thể khi nghe những phát biểu của huấn luyện viên Kiedesak như vậy thì nhiều người có thể liên tưởng đến đội tuyển Việt Nam của chúng ta dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzier phải không ạ? Có nghĩa là nếu muốn tấn công thì phải ưu tiên phòng ngự cái đã, chắc chắn cái đã, rồi thì muốn tấn công thế nào thì tấn công. Nhưng như những gì đang diễn ra tại đội tuyển Việt Nam thì chúng ta đã thấy là đội tuyển của chúng ta rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị thủng lưới. Bằng chứng là đã có rất nhiều trận thua đậm từ đội tuyển U23 cho đến đội tuyển Việt Nam. Đây có thể là gợi mở cho ông Philippe Chuzier để có thể linh hoạt sử dụng chiến thuật cho những giải đấu tới đây. Các bạn thân mến, sau chuỗi 3 trận thua của tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên Philippe Chuzier nhận định là các học trò của ông là đang tiến bộ. Quan trọng là sự tiến bộ để có dịp để hoàn thiện những lỗ hổng về chuyên môn trước thềm vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 hay không. Và vậy thì làm thế nào để có được đội tuyển Việt Nam với phiên bản tốt nhất? Tuyển Việt Nam ở dịp FIFA Days vừa qua thì như chúng ta đã biết là chúng ta chưa thể kiểm soát được bóng khi gặp các đối thủ mạnh và có khả năng pressing tầm cao. Trận thua Uzbekistan là một ví dụ tiêu biểu khi chúng ta không thể triển khai bóng từ sân nhà, không thể kiểm soát bóng một cách mượt mà ở khu vực giữa sân và kết quả là không có bất cứ một cú sút nào trong hơn 90 phút. Dưới sức ép dữ dội của đối phương thì các cá nhân ở tuyến dưới liên tục có những tình huống xử lý hỏng như là đỡ bóng văng ra đến vài mét, nhiều đường truyền sai dẫn đến những pha phù hợp chật choạc và khung thành của thủ thành Đình Triệu luôn đặt trong tình trạng là báo động khi đối thủ giành được bóng và tấn công trực diện. Còn ở trận thua Hàn Quốc thì khi mà Son Heung-min và đồng đội tạo ra sức ép là quá khủng khiếp, tuyến dưới của chúng ta gần như là bị tê liệt và không thực hiện được liên tục từ 4 đến 5 đường truyền, thường xuyên là mất bóng ở 1/3 sân.
Tính chặt chẽ trong phòng ngự cũng là bài toán rất nan giải cho ông Philippe Jouzier. Chúng ta cũng để thua 3 bàn từ những tình huống chống bóng bổng. Ở riêng 2 trận gặp Uzbekistan và Hàn Quốc thì hàng thủ của chúng ta để thua 2 bàn từ những quả phạt góc. Nghiêm trọng hơn thì các cầu thủ ghi bàn đều ở tư thế là chống trải, tức là không ai theo kèm. Nó cho thấy cách tổ chức chống những tình huống cố định của Việt Nam là chưa ổn một chút nào. Cách sắp xếp lực lượng phòng thủ hay là cách kèm người khu vực theo người 1-1 vẫn chưa rõ ràng. Ngoài ra thì khả năng phòng ngự trong các tình huống bóng mở cũng là những hạn chế của đội tuyển ở thời điểm này. Cho dù là chúng ta bố trí đội hình có đến 4 tiền vệ và 5 hậu vệ, nhưng khung thành của Văn Lâm vẫn liên tiếp đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Hai tiền vệ trung tâm đã không bảo vệ được khu vực trước vòng cấm địa, còn ba trung vệ thì cũng không thể kiểm soát được những tiền đạo mạnh mẽ, nhanh nhẹn và khéo léo của đối thủ. Các nhân tố phòng ngự ở biên cũng thất thế trong những tình huống tranh chấp 1-1 với các cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ cũng như là cản lướt. Vậy thì giải pháp đưa ra là gì? Đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 đã lộ diện và tất cả chúng ta đã biết là Iraq, Indonesia và Philippines. Iraq thì không thực sự mạnh như là Hàn Quốc nhưng lại rất chất lượng và có lẽ là tốt hơn so với Uzbekistan. Những đối thủ tiếp theo đến từ Đông Nam Á thì ai cũng đang khát khao muốn đổi lại những món nợ từ thời huấn luyện viên Bang Sơ. Và hai nhóm đối tượng này, một là có trình độ cao và một là rất hiểu bóng đá Việt Nam, khát khao phục thù bóng đá Việt Nam. Và đó là những rào cản rất lớn của thầy trò ông Philippe Jouzier trên con đường tiến đến vòng loại thứ 3 của World Cup 2026, cũng như là mục tiêu của VFF đặt ra cho đội tuyển Việt Nam cũng như là ông Philippe Jouzier. Thời gian thực sự là không còn nhiều. Trong khi V-League năm nay đã chính thức khởi tranh vào ngày hôm qua 20 tháng 10, đội tuyển sẽ chỉ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho trận đầu tiên của vòng loại thứ 2 khi gặp Philippines vào ngày 16 tháng 11 và Iraq ngày 21 tháng 11. Có lẽ vấn đề đầu tiên mà huấn luyện viên Philippe Jouzier phải cần làm ngay đó là bổ sung lực lượng và hoàn thiện đội hình. Tháng 11 sẽ không phải là quãng thời gian để thử nghiệm nữa mà đội tuyển của chúng ta sẽ phải sử dụng đội hình mạnh nhất để chiến đấu ở vòng loại World Cup. Những điểm yếu và sự non nớt của những cầu thủ như là Tiến Anh, Việt Hưng, Minh Trọng cần được bổ sung, có thể gọi lại những Văn Hậu, Tuấn Tài hay là Văn Thanh. Ở trung tâm hàng phòng ngự thì cũng cần thêm chất thép, kinh nghiệm và bản lĩnh của những Tiến Dũng hay là Thành Trung. Trong khi đó, trên hàng tấn công thì cũng cần có sự có mặt của Tiến Linh với phiên bản tốt nhất để giải phóng sức ép cho Hoàng Đức. Thực sự thì tiền vệ của câu lạc bộ Viettel phải được thoải mái vùng vẫy ở khu vực giữa sân, phát huy tối đa kỹ thuật cá nhân của mình, khả năng kiểm soát bóng và giữ nhịp ở khu trung tuyến, đặc biệt là khả năng kiến tạo tuyệt vời của Hoàng Đức với những đường chuyền thông minh bằng tư duy nhanh nhạy và cái chân trái ma thuật của mình. Những lỗ hổng trong phòng ngự, cách phòng ngự chống bóng bổng và bóng mở cũng là vấn đề để cho ban huấn luyện cùng với nhau nghiên cứu và tìm ra giải pháp để hạn chế tối đa bàn thua. Có thể là ông Philippe Jouzier đang có những lộ trình, có những kế hoạch của đội tuyển của riêng mình vòng loại World Cup 2026, nhưng có lẽ sẽ không có giấc mơ World Cup nếu chúng ta thất bại trong những trận đấu ở tháng 11 này. Thế nên, ngay từ bây giờ thì ông thầy người Pháp Philippe Jouzier và các cộng sự của mình cần phải đẩy cao cường độ cũng như là chất lượng công việc để trong vòng chưa đầy 30 ngày nữa thì chúng ta sẽ có một đội tuyển được coi là có phiên bản tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.